người ta đã ngóng chờ, đếm từ ngày cho đến khi trận đấu giữa Liverpool và Man City diễn ra. Không chỉ vì nó được coi là siêu kinh điển thế hệ mới, mà còn bởi đây là lần cuối cùng trên băng ghế chỉ đạo của trận đấu này có sự hiện diện của Pep Guardiola và Jurgen Klopp. Càng hấp dẫn hơn nữa khi kết quả của trận đại chiến sẽ quyết định ngai vàng Premier League. Arsenal tuy đang dẫn đầu, nhưng chỉ là tạm thời vì họ được đá sớm hơn một ngày. Khoảng cách giữa pháo thủ và Jacob chỉ là một điểm, còn với Manchester City là hai điểm. Có nghĩa rằng đội nào thắng sẽ có ngôi đầu. Không phụ sự kỳ vọng của người mộ, đôi bên đã cống hiến một trận đấu quá hấp dẫn, không thiếu drama, thậm chí cả sự máu lửa. Thậm chí, nhiều người còn chẳng dám đi vệ sinh vì sợ bỏ lỡ bất cứ giây phút nào của trận đấu. Tốc độ được đẩy lên rất cao ngay từ những phút đầu tiên và các cầu thủ không có nhiều không gian cũng như thời gian để xử lý bóng. Họ phải đưa ra những quyết định thật nhanh, chính xác, nếu không sẽ ngay lập tức phải trả giá. Phải thừa nhận rằng trình độ của các cầu thủ đội bên rất cao nên mới có thể làm được điều này. Phút thứ hai, khoảng trống đã mở ra với Julian Alvarez. Siêu sao người Argentina tung cú sút, buộc thủ môn Kelleher phải vất vả cản phá. Đến phút thứ 13, Liverpool có câu trả lời đầu tiên. Từ pha căng ngang của Bradley, Darwin Núñez nỗ lực nhoài người dứt điểm, để rồi bị đau sau khi lao vào cột. Phút 19, Núñez thoát xuống rất nhanh, trước khi căng ngang cho Diaz dứt điểm cận thành, hạ Ederson. Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị của Núñez. Trào lửa Anfield đúng là danh bất hư truyền. Nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả tại đây, Liverpool thi đấu đầy hưng phấn. Chênh lệch đội hình đôi bên là rất lớn, bởi đội chủ nhà bước vào trận đấu mà thiếu vắng quá nhiều trụ cột. Alisson Becker, Ibrahima Konate, Alexander Arnold, Juan Matip, Thiago Alcantara, Ryan Gravenberch. Thậm chí, thể lực của Mohamed Salah và Andy Robertson còn không đảm bảo, nên huấn luyện viên Klopp phải cho họ ngồi dự bị. Tùy tình hình trận đấu mới đưa vào sân. Vậy nên Liverpool chơi hay như vậy là điều rất khó tin. Đúng là sự ra đi của Klopp vào cuối mùa đã tăng thêm động lực cho các chiến binh áo đỏ. Mỗi trận trôi qua, họ như muốn tạo thành lễ tri ân gửi đến người thầy vĩ đại. Nhưng Man City đâu có muốn trở thành khán giả để ủng hộ Liverpool. Khi tinh thần Liver đang dâng cao, đội chủ nhà bất ngờ bị dội gáo nước lạnh. Nhà đương kim vô địch chứng minh cho tất cả thế đẳng cấp là như thế nào. Ngay đến việc thực hiện pha đá phạt góc cũng toát lên sự vượt trội so với nhiều đội còn lại. Không phải một cú treo bóng bổng như truyền thống, Kevin De Bruyne để lại dấu ấn siêu dị khi chuyền sệt thẳng vào vòng cấm. Ở cột gần, Nathan Ake giật về, kéo theo và sử dụng body to như con tịnh để chắn mặt McAllister. Thế là quá đủ không gian lẫn thời gian để Johnstone chiếm lấy và nhận đường truyền phạt góc của anh Trung Kevin. Tỷ số đã được mở cho Man City ngay tại Anfield, giữa lúc Liverpool đang có thế trận tốt. Hơi tiếc cho Liverpool ở tình huống này, nếu có một Konate to con hơn trong vòng cấm, chắc hẳn họ không bị dàn cầu thủ mạnh về thể hình của Man City đè mặt. Khác biệt giữa McAllister và Ake là quá rõ. Nhưng đây cũng chính là lời cảnh báo tới bất cứ câu lạc bộ nào sắp chuẩn bị đối mặt Man City. Đây là một vũ khí bí mật mà Pep Guardiola dành tặng cho đối phương và ông luôn biết cách tạo bất ngờ như vậy. Bị dẫn bàn, Liverpool càng dồn lên tấn công như vũ bão. Tuy nhiên, các pha dứt điểm cuối cùng của họ lại thiếu đi sự chuẩn xác. Man City cũng tạo ra vài cơ hội nhưng không thành công. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về các vị khách. Liverpool cần một bước ngoặt thật sớm. Nếu không, sự chênh lệch về đẳng cấp giữa các cầu thủ dự bị của họ với dàn sao thiện chiến trong tay Pep sẽ nhanh chóng lộ ra. Và đúng là bước ngoặt đã hiện ra thật. Nhưng ít ai ngờ rằng nó lại xuất hiện từ chính nội bộ của Man City. Ngay đầu hiệp 2, Nathan Ake, cái tên có màn thể hiện tốt trong hiệp 1, bất ngờ có đường chuyền về lỗi ở phút 47. Ederson lao ra phá bóng, nhưng Darwin Núñez đã nhanh hơn một nhịp. Tiền đạo người Uruguay đã rất tiến bộ và có thể nói, từ đầu năm 2024 đến giờ, anh là mũi nhọn hay nhất Premier League. Bên cạnh đó, không thể không kể đến Ederson. Bất chấp những lời kêu gọi thẻ đỏ từ khán giả trên sân Anfield và đội trưởng Liverpool Virgil van Dijk, trọng tài Michael Oliver chỉ rút thẻ vàng cho Ederson. Do Núñez không hướng về phía khung thành, Ederson có thể không bị coi là từ chối một cơ hội ghi bàn rõ ràng. Ngoài ra, luật bóng đá quy định rằng nếu một cầu thủ thực sự cố gắng giành bóng bằng một pha tắc bóng thì chỉ bị phạt thẻ vàng. Vì pháp phạm lỗi của Ederson không coi là liều lĩnh hay mất kiểm soát nên đó không thể là thẻ đỏ. Về phần Ederson, anh đã bị chấn thương trong quá trình truy cản Núñez trong vòng cấm. Thủ thành người Brazil sau khi nỗ lực bất thành để cản phá quả penalty của McAllister đã không thể tiếp tục thi đấu. Anh rời sân, nhường chỗ cho thủ môn dự bị Stephen Ortega sau đó ít phút. Chứng kiến bàn thua sai lầm của Man City, ký giả Nick Wright của Sky Sports nhận định. Một tình huống tuyệt vọng với Ederson, nhưng Ake rất đáng trách vì đường truyền về thiếu lực. Một pha bóng thực sự tai hại nghiêm trọng.
Nhưng có khi việc Ederson phải rời sân sớm vì chấn thương lại là vận may của Man City, bởi Ortega đã thay thế quá hoàn hảo. Anh có tới 5 lần cản phá thành công những pha dứt điểm của Liverpool. Việc có bàn gỡ hòa sớm đã thổi bùng điệu rock metal trong lối chơi của các học trò Jurgen Klopp. Chỉ riêng hiệp 2, Liverpool đã sút đến 12 lần, cầm bóng tới 53%, tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên đến 2,41 trong nửa sau trận đấu. Các con số tương tự của Man City chỉ là 43% thời lượng kiểm soát bóng, 3 cú dứt điểm và chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 0,41. Đã bao giờ bạn chứng kiến một Man City lép vế đến vậy chưa? Nhìn vào việc Liverpool thiệt thòi vì mất những trụ cột do bão chấn thương mới thấy nể đội chủ sân Anfield. Các vị trí không ai bảo ai, đều nỗ lực chạy hơn 200% tinh thần. Và đáng ra, Liverpool đã phải nhận được món quà xứng đáng với tinh thần tuyệt vời mà họ thể hiện. Lý do là bởi phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, đội cũ dường như đã có tình huống chơi cao trần với McAllister trong vòng cấm Man City. Tuy nhiên, sau khi nghe tư vấn từ tổ trọng tài VAR, trọng tài chính Michael Oliver vẫn quyết định không cho Liverpool hưởng phạt đền. Theo ghi nhận của tờ Sport People và TalkSport, nhiều fan Liverpool tỏ ra vô cùng tức giận với quyết định kể trên của trọng tài. Thực sự quá sốc khi trọng tài không cho Liverpool hưởng phạt đền. Nhìn pha bóng cứ như đồ cù thực hiện pha đá karate vào ngực McAllister. Nhưng rồi chẳng hiểu tại sao trọng tài lại không có hình phạt nào hướng đến cầu thủ này. Liverpool bị cướp quả phạt đền trắng trợn. Huyền thoại Gary Neville cũng có bình luận tình huống kể trên. Cựu danh thủ MU cho rằng đồ cù đã thực sự may mắn khi không bị trọng tài thổi phạt. Theo ghi nhận từ ông kính máy quay truyền hình, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã tỏ ra khá bực mình. Ông quyết định tiến tới trọng tài khi trận đấu khép lại để chất vấn tình huống Liverpool không được hưởng phạt đền. Song có vẻ như trọng tài quá hèn, không dám đưa ra quyết định tự giải trách VAR, hoặc nhà cái bảo làm thế nên phải chịu thôi. Mafia mà. Trong tình huống này, ở mọi vị trí trên sân đều là phạm lỗi. Doku chỉ chạm bóng vì giờ cao trần. Nếu không có bóng, Doku sẽ giết McAllister. Đơn giản vậy thôi. Ai yêu bóng đá cũng sẽ nghĩ đây là phạt đền. Nếu không nghĩ như vậy, có thể bạn không phải là người hâm mộ bóng đá. Klopp bức xúc chia sẻ. Về phía Pep Guardiola, ngoài việc hú hồn hú vía vì suýt nữa ăn hành cuối trận, thì ông còn phải lo chiều chuộng De Bruyne. Phút sau 19, huấn luyện viên Pep Guardiola bất ngờ rút Kevin ra nghỉ để nhường chỗ cho Mateo Kovacic. Trên đường rời sân, tiền vệ người Bỉ tỏ rõ sự không hài lòng. Đến khi giáp mặt ông thầy sinh năm 1971, De Bruyne đã nổi giận, liên tục chỉ tay vào sân và phàn nàn. Trước khi bị thay ra, De Bruyne chơi quá tốt với một đường kiến tạo, ba đường truyền tạo cơ hội. Vì thế, Pep đã phải lên tận khu dành cho cầu thủ dự bị, sau đó ngồi cạnh và giải thích với học trò về lý do ông thay người. Dù vậy, những lời lẽ của Pep dường như không thể thuyết phục được cựu ngôi sao Wolfsburg. Kết quả hòa khiến cho Liverpool không thể trở lại đỉnh bảng. Sau 28 vòng, đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp có 64 điểm, bằng Arsenal nhưng kém về hiệu số. Còn Man City có 63 điểm. Ngày 14 tháng 3, Liverpool gặp Sparta ở lượt về vòng 1/8 Europa League, dự đấu Man United ở tứ kết FA Cup ngày 17 tháng 3. Sướng nhất là ông Arsenal, kết quả này quá đúng kỳ vọng của họ. Giờ thì pháo thủ đã có ngôi đầu. Tất nhiên, họ vẫn còn hai bài test nặng ký với chính Man City và Liverpool trước mặt. Nhưng thôi thì cứ ăn mừng cái đã.